Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 198. Thê thiếp. Tối hôm ấy, khi Tạ Cảnh Hành trở về, Thẩm Diệu kể lại chuyện nhận được thiếp mời. Tạ Cảnh Hành liền bảo rằng nếu nàng không muốn đi, có thể từ chối, dù Lư gia và Diệp gia hung hăng thế nào cũng không dám thực sự đối đầu với Duệ Thân Vương phủ. Nói cách khác, thẩm diệu có quyền từ chối. Dù nói vậy, thẩm diệu vẫn không muốn từ chối. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng hiện chưa hiểu gì về cục diện ở Đại Lương, nên muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm. Diệp ra không đáng nhắc đến, nhưng Lư ra có ý đồ gì với nàng cũng có thể thấy rõ trong lần này. Tạ cảnh hành không ngăn cản quyết định của thẩm diệu. Sau khi thương lượng, thẩm diệu đã cho người trả lời thiếp mời, hẹn sẽ đến đúng giờ. Hai ngày sau là ngày Thái Hạ Yến. Sáng sớm, Thẩm Diệu dậy và dùng bữa. Khi ấy, Tạ Cảnh Hành đã ra khỏi phủ. Từ khi trở về Đại Lương, hắn luôn bận rộn, ngày ngày ra ngoài sớm và về nhà muộn, điều này khiến Thẩm Diệu đồng ý rằng Hoàng Thành không yên bình như bề ngoài. Kinh chập trải đầu cho Thẩm Diệu. Sau khi đến duệ Thân Vương phủ, để thuận tiện, nàng chỉ dùng những thị nữ thân cận. Nói đến trong vương phủ có rất ít nữ nhân, ngoài vài đầu bếp và mama còn lại chủ yếu là nam giới. Nghe nói, hai năm trước khi trở lại Đại Lương và được phong thân vương, tạ cảnh hành đã phát hiện vài thị nữ thực chất là thám tử. Khoảng chừng cảm thấy nhiều nữ nhân dễ gây phiền toái, nên quyết định không thêm nữ nhân vào phủ. Chính vì vậy, vương phủ mới kiên cố như tường đồng vách sắt. Bên ngoài có người đố kỵ, nhưng không tìm được cách xâm nhập cốc vũ nói, phu nhân lần đầu dự tiệc ở lũng nghiệp phải trang phục thật đẹp để người khác không thể nói thêm gì. phu nhân cũng làm dạng danh minh tề, tạ cảnh hành ở lũng nghiệp uy phong thần khí, kinh chập và cốc vũ khi ra ngoài mua đồ thường nghe người khác nói tẩm diệu kiếp trước tích phúc, đời này mới gả cho duệ thân vương. nghe vậy kinh chập và cốc vũ không phục, nàng từ minh tề định kinh là tiểu thư số một số hai thông minh và thiện lành không kém gì công chúa, tại sao lại nói nàng trèo cao? Không thể nói lại người khác, chẳng bằng dùng sự thật. Cốc vũ nghĩ, thẩm diệu lần này sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc, không còn nói xấu nữa. Chú ý làm gì? Thẩm diệu bật cười, họ nói gì cũng chỉ để tự an ủi, không ảnh hưởng tới chúng ta. Phu nhân, cốc vũ nói đúng, kinh chập vừa chọn cây châm trong hộp trang sức vừa nói, danh tiếng không thể để người khác làm lu mờ vừa lúc đó đường thúc gõ cửa thẩm diệu ra hiệu cho hắn vào thấy phía sau đường thúc là một cô gái trẻ có vẻ nhỏ tuổi hơn thẩm diệu hơi mập mạp nhưng rất đáng yêu mắt cười híp môi hồng hào da trắng nõn trong khoảnh khắc thẩm diệu nghĩ đến tô minh lãng nhưng là một cô gái hôm nay phu nhân đi thái hạ yến đường thúc cười nói thiếu gia đã phân phó tìm người quen thuộc chỉ điểm nên lão nô đưa bát giác cô nương tới Phu nhân có thể mang Bát Giác theo, nếu gặp điều gì không rõ, Bát Giác sẽ giải thích." Thẩm Diệu cười, "Cảm ơn Đường Thúc." Đường Thúc liên tục xua tay không dám nhận, chỉ cười híp mắt nói, "Trước kia, phu nhân sẽ không nhận thiếp mời, không ngờ lần này lại nhận." "Phu nhân can đảm, lão nô khâm phục." Người bình thường đến một nơi xa lạ thường cảm thấy khiếp đảm. Quan gia tiểu thư càng không dễ dàng đến nơi toàn người xa lạ, hiểu rõ ý đồ cần phải rất can đảm. Chỉ là đi uống trà trò chuyện thôi, Thẩm Diệu nhẹ nhàng nói, nơi nào cần đến can đảm. Đường Thúc gật đầu, chính là, chính là. Nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt càng thêm hài lòng. Sau khi dặn dò vài câu, ông mới lui ra. Thẩm Diệu nhìn về phía Bát Giác, cô nàng đứng rất đoan chính, cười híp mắt, thần thái có chút ngốc nghếch nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Hôm nay Thẩm Diệu đi Thái Hạ Yến không có người chỉ điểm sẽ rất vất vả có người bên cạnh giải thích mọi thứ đúng là tiết kiệm không ít công sức tạ cảnh hành đã chu đáo nghĩ đến điều này thẩm diệu khẽ mỉm cười bỗng nhiên nhớ đến một chi tiết nhìn bát giác hỏi trong vương phủ không có thị nữ ngươi ngoại trừ đầu bếp và vài ma ma vương phủ chỉ có gã sai vặt và thị vệ không có thị nữ thẩm diệu mang theo kinh chập và cốc vũ để tiện sinh hoạt nhưng trong phủ không có nữ nhân, hầu như vương phủ như một pháo đài. Bát giác cười, nô tỳ không phải là thị nữ của vương phủ, nô tỳ là người của mặc vũ quân, được điều đến để giúp phu nhân. Mặc vũ quân, thầm diệu sững sờ, nàng nhớ tạ cảnh hành từng nhắc qua. Đội quân này từng giúp tạ cảnh hành làm nhiều việc, giống như một đội quân riêng của hắn, rất lợi hại. Chắc chắn Vĩnh Lạc Đế cũng biết về đội quân này. Người biết võ công sao? Thẩm Diệu hỏi. Nô tỳ biết giết người, bát giác cười híp mắt đáp. Nghe vậy, kinh chập và cốc vũ hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ người cười híp mắt như vậy lại là một sát thủ. Thẩm Diệu hài lòng, nàng nghĩ tạ cảnh hành thật chu đáo, đã chuẩn bị sẵn cho nàng người bảo vệ. Điều này ít nhất đảm bảo an toàn về vũ lực. Đã vậy, ngươi theo ta đi. Kinh Chập ở lại phủ cùng Bạch Lộ và Sương Hàng sắp xếp kho phòng. Cốc Vũ và Bát Giác đi cùng ta, thẩm diệu nói. Kinh Chập đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy liền cảm thấy oan ức, bất mãn với Bát Giác nhưng lại sợ bị chém. Nàng đành dặn dò Bát Giác chăm sóc thẩm diệu cẩn thận, rồi mới rời đi. Sau khi sắp xếp xong, thẩm diệu lên xe ngựa hướng về Lưu Phủ để tham dự Thái Hạ Yến. Lần này, thầm diệu không mang theo mạc kình mà chọn thị vệ từ duệ thân vương phủ. Đây là tính toán của nàng, mạc kình dù sao cũng là người minh tề, mang theo người của vương phủ sẽ khiến đối phương kiêng kỵ hơn và không dám manh động. Lũng nghiệp khác định kinh, đại lương nằm gần phía đông, nhiều ánh mặt trời hơn. Ngay cả mùa đông cũng không lạnh như định kinh, chứ đừng nói đến mùa hè. Tháng năm ở lũng nghiệp đã là đầu hè, có chút nóng bức. Trên đường đi, Thẩm Diệu và Cốc Vũ hé màn xe nhìn ra ngoài, thấy Lũng Nghiệp tấp nập ngựa xe, vô cùng náo nhiệt. Trong lòng Thẩm Diệu cảm khái, không ngạc nhiên khi các quốc gia khác bị tấn công lại có người dân mở cửa thành đón quân đội đại lương. Nếu có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho dân chúng, quốc hiệu không còn quan trọng nữa. Vĩnh Lạc Đế thực sự là người tài năng. Khoảng một canh giờ sau, xe ngựa dừng lại. Bát giác nhìn ra ngoài và nói, phu nhân, Lưu Phủ đã đến. Cốc Vũ và Bát Giác đỡ Thẩm Diệu xuống xe. Trước cửa Lưu Phủ đã có nhiều xe ngựa đỗ, nhưng không có ai đón tiếp. Cốc Vũ ngạc nhiên nói, sao không có ai đón chúng ta? Có lẽ đi nhầm chỗ. Nhìn vào cánh cửa lớn để mở, Thẩm Diệu đã có suy nghĩ. Nàng hỏi Cốc Vũ, thiếp mời ghi giờ nào? Cốc Vũ vội lấy thiếp mời ra xem, giờ tị. Còn chưa đến giờ tị nghĩ đến chỉ có chúng ta nhận thiếp mời giờ tị thẩm diệu lạnh nhạt nói cốc vũ hỏi phu nhân đây là ý gì trước cửa có xe ngựa hiển nhiên đã có khách đến nhưng không ai đón tiếp mà cửa để mở như đợi chúng ta nếu ta đoán không sai thiếp mời của người khác ghi giờ thìn còn của chúng ta là giờ tị đây là họ cố ý để chúng ta đến muộn thẩm diệu cười thầm thấy rằng bất kể minh tề hay đại lương thủ đoạn của quý phu nhân đều giống nhau. Bát giác vẫn cười híp mắt, còn cốc vũ thì bực tức, đùa cợt cô nương như vậy có ích gì? khinh người quá đáng. Chỗ tốt nhiều lắm, thẩm diệu nói lạnh lùng. Không có ai đón tiếp mà tự ý vào cửa là vô lễ, họ sẽ nói thẩm ra làm càn. Không vào thì là thất kính, không giữ lời. Lý do đều nằm ở họ, bị đối xử sai từ đầu, sau này sẽ bị xem thường. Bát giác hỏi, phu nhân vẫn muốn vào sao? Tiến vào, thẩm diệu nhấc gấu quần, định bước vào. Phu nhân, cốc vũ ngạc nhiên hỏi, đi vào cũng sẽ bị bắt bẻ, tiến thoái đều sai, tại sao còn vào? Vậy hãy để cho người khác phạm sai lầm lớn hơn, thẩm diệu mỉm cười, như vậy, sai lầm của chúng ta sẽ không đáng kể. Trong lưu phủ, lúc này bầu không khí rất hòa hợp. Là một võ tướng nổi tiếng ở lũng nghiệp, Lư gia có địa vị rất cao, phủ đệ cũng to lớn và hoa lệ. Hôm nay, Thái Hạ Yến do Lưu phu nhân tổ chức, lời khen ngợi không ngớt. Lưu phu nhân năm nay hơn 40, từng là mỹ nhân, nhưng tuổi già làm nàng trở nên gầy gò và cay nghiệt, ít đi mấy phần đoan trang. Tuy nhiên, nàng vẫn mặc rất hoa lệ, như để tăng thêm hào quang cho mình. Nhưng người phụ nữ ấy đã có tuổi, lại ăn mặc không phù hợp những trang phục tươi sáng không những không giúp bà trông tốt hơn mà còn làm lộ rõ những khuyết điểm của tuổi già. Lưu phu nhân thực sự có phúc lớn. Một phụ nhân mặt tròn cười nói, tĩnh phi nương nương ở trong cung được bệ hạ sủng ái, lại còn hiếu thuận với ngài. Lần này thái hạ yến, bệ hạ còn cố ý gửi lễ đến, đủ thấy tĩnh phi nương nương có vị trí quan trọng trong lòng bệ hạ. Lưu phu nhân đắc ý trong lòng nhưng vẫn khiêm tốn đáp, đều nhờ hoàng thượng rộng lượng thương yêu tĩnh phi nên mới để chúng ta toàn ra hưởng lây phúc phần. Phu nhân thật biết nói đùa, một phụ nhân khác thấp người cười nói, tĩnh phi được ân sủng, nhị tiểu thư của quý phủ cũng gả cho đô ý, nghe nói gần đây còn sinh đôi. Phải để chúng ta hưởng lây phúc khí mới đúng. Lư phu nhân lắc đầu, mặt tỏ vẻ đau đầu, chẳng phải còn có lão tam và tứ tỷ nhi sao? Hai đứa này làm ta đau đầu chết mất phụ nhân mặt tròn nhanh chóng kêu lên, phu nhân thật lo lắng thừa. Tam công tử là một nhân tài, tuổi còn nhỏ mà võ công đã xuất chúng, không biết sau này cô nương nhà ai có phúc được gả cho hắn. Còn tứ tỷ nhi, thiên tiên như thế, cầm kỳ thi họa đều thông thảo, còn gì phải lo. Phu nhân quá khen, lư phu nhân lắc đầu cười khổ, lão tam thì thôi, nam tử nhiều rèn luyện không sao, nhưng tứ tỷ nhi mãi không lấy được chồng thật là làm ta đau đầu. Nương, ngài lại trước mặt các phu nhân khác nói xấu con. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, mọi người quay đầu lại, thấy một thiếu nữ thanh xuân bước vào đại sảnh. Thiếu nữ này khoảng 16, 17 tuổi, mặc một bộ thiển tử lụa hoa điệp văn vân cầm bách điểu quần, đầu đội châm chân châu hình cánh bướm. Cô ta sinh ra đã xinh đẹp, lại được nuông chiều trong nhung lụa, tỏa ra khí chất phú quý, làm người ta cảm thấy như tiên tử đạp cỏ mùa xuân, vô cùng đáng chú ý. Đó chính là Lư gia tứ tiểu thư, Tĩnh Phi tứ muội, Lư Uyển Nhi. Lư phu nhân vuốt đầu cô ta, nói, "Ta nào dám nói xấu Uyển Nhi tiểu thư của chúng ta." Lư Uyển Nhi bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Cô đứng giữa sảnh, các tiểu thư khác trong sảnh so với cô đều trở nên ảm đạm. Lư Uyển Nhi kiêu căng nhìn quanh, hỏi minh tề thẩm gia tiểu thư đến chưa? Lời này không nhỏ, các tiểu thư, phu nhân trong sảnh đều nghe thấy, lập tức xì xào bàn tán. Lưu Uyển Nhi gọi thẩm diệu là minh tề thẩm gia tiểu thư chứ không phải duệ vương phi, rõ ràng có ý khinh thường. Trước đây, Lưu gia tứ tiểu thư được coi là ứng cử viên cho vị trí duệ vương phi, nhưng thẩm diệu bất ngờ xuất hiện, khiến Lưu gia không hài lòng, Lưu Uyển Nhi càng không cam lòng. Thái Hạ Yến này vốn có mục đích khác. Các phu nhân đến đây xem trò vui, hoặc muốn giúp Lưu Uyển Nhi. Dù thẩm diệu hiện tại phong quang, nhưng tại lũng nghiệp không có gốc rễ, ai biết có thể duy trì bao lâu. Duệ thân vương hào hoa, liệu có thể dành bao nhiêu tâm tư cho một nữ nhân? Lưu phu nhân cười nói, có lẽ trên đường có việc gì trì hoãn. Thật là làm giá, Lưu Uyển Nhi không vui nói, các tiểu thư, phu nhân khác đều đúng giờ, chỉ có nàng đến muộn. Quy củ minh tề đều chết hết sao? Đúng lúc đó, một cô nương mặt tròn bước vào, mọi người không biết cô vào lúc nào, cô nương ấy cười nói, xin hỏi, đây là Thái Hạ Yến sao? Lưu phu nhân ngạc nhiên, rồi cười nói, chính là, ngài là duệ thân Vương Phi. Nô tỳ không phải, cô nương mặt tròn đáp, Vương Phi ở đây. Nói rồi, cô quay lại, đỡ một cô gái trẻ bước vào. Không biết vì sao, có lẽ do cô nương mặt tròn tôn lên, hoặc do mọi người tưởng tượng duệ thân Vương Phi quá mức không thể tả, khi cô gái trẻ bước vào, mọi người đều ngẩn ngơ. Cô mặc bộ liên thanh đoàn điệp bách hoa sương mù phượng vĩ quần, tua rua lụa tím bạch ngọc, đầu đội châm phượng khảm bảo thạch. Không quá hoa lệ, nhưng tuyệt đối không giản đơn, từng chi tiết đều tinh tế và hài hòa. Nàng có đôi mắt hạnh, Mũi cao, miệng đỏ hồng, nhìn rất ôn hòa nhưng lại có khí chất cao quý. Hôm nay, cả Duệ Thân Vương Phi và Lưu Tứ Tiểu Thư đều mặc màu tím. Lưu Tứ Tiểu Thư màu tím nhạt, Duệ Thân Vương Phi màu tím đậm. Cô gái mặc màu tím nhạt trông ôn nhu hoạt bát, trong khi màu tím đậm thường cảm giác lão thành, nhưng trên thẩm diệu lại toát lên vẻ quý phái. So với Lưu Tứ Tiểu Thư, thẩm diệu giống như nữ nhân cao quý còn lưu tứ tiểu thư thì như diễn viên trong một vở kịch lớn thiếu đi phần thanh lịch lưu uyển nhi bình thường chú ý đến vẻ ngoài luôn muốn mình là trung tâm không ngờ hôm nay bị thẩm diệu chiếm hết sự chú ý lưu phu nhân mắt sáng lên cười nói thân vương phi cuối cùng đã đến các phu nhân đều đang chờ ngài thẩm diệu khẽ mỉm cười không nhanh không chậm đáp không ngờ các phu nhân đến sớm như vậy thiếp mời viết rõ giờ tỉ ta còn nghĩ đi trước chút để tránh muộn, không ngờ vẫn chậm. là lỗi của ta, cũng do điện hạ không nhắc nhở, phải sớm hơn, tốt nhất là đến giờ thìn. Lưu phu nhân giật mình, không ngờ thẩm diệu lại thẳng thắn như vậy. lời này vừa nói ra, ánh mắt các phu nhân nhìn nàng lại thay đổi. thẩm diệu vốn là người ngoài, dù các phu nhân ở thẩm diệu và lưu gia lúc nào cũng thiên vị lưu gia một chút, tuy nhiên những trò trẻ con như thế của họ trong mắt người ngoài, lúc nào cũng chỉ đáng để cười. Lư phu nhân cũng có chút hối hận, bà vốn chỉ muốn dạy thẩm diệu một bài học, không đến mức phải chơi sỏ trong thiệp mời, nhưng không thể cưỡng lại ý muốn của Lưu Uyển Nhi nên đành nghe theo. Bây giờ, khi lời thẩm diệu rơi vào tai những người xung quanh, họ đều hiểu rằng thời gian trên thiệp mời không phải giờ tị. Nhìn ánh mắt của họ, Lư ra rõ ràng có chút buồn cười nếu thẩm diệu đem chuyện này nói với duệ thân vương người tinh tế như ngài ấy làm sao không hiểu nếu bởi vậy mà sinh bất mãn với lư gia lư phu nhân liền cảm thấy nước cờ này đi thật sai lầm lư uyển nhi không chịu nổi thẩm diệu liếc một lượt rồi nói duệ thân vương phi sao lại không ai thông báo một tiếng đã tự mình vào không phải đã nói chúng ta thất lễ rồi sao việc tự tiện vào quý phủ mà không thông báo trước thực sự là có chút thất lễ thẩm diệu cười nhìn Lưu Uyển Nhi, đó chính là điều ta muốn nói. Nếu quý phủ thiếu người, cũng không cần miễn cưỡng. Cổng lớn như vậy, gác cổng và thị vệ đều không có, thực sự là nguy hiểm. Ta sẽ để thị vệ từ thân vương phủ đến giữ cổng cho quý phủ, tránh có kẻ xấu lợi dụng sơ hở mà vào. Lưu Uyển Nhi và Lưu Phu Nhân nghe vậy, muốn phun máu. Chuyện gì thế này? Vốn là muốn chỉ trích thẩm diệu vô lễ, lại bị cô ấy nói thành lưu phủ nghèo đến nỗi không mời nổi người gác cổng. Để thân vương phủ thị vệ giữ cửa, nếu để người ngoài thấy, sẽ nghĩ thế nào? Thẩm diệu thân thiết nói, phu nhân không cần cảm tạ ta, nếu sau này cần gì, để điện hạ gửi vài người đến quý phủ cũng được. Ai biết gửi người đến có phải là gián điệp không? Thân vương phủ dám gửi, họ còn không dám nhận. Các phu nhân xung quanh đã thấy rõ, duệ thân vương phi không dễ bắt nạt. Lư gia vốn giản xếp để hạ uy phong thẩm diệu, khiến cô ấy mắc lỗi, sau đó chỉ cần vài lời ba phải cũng đủ khiến cô ấy dao động. Ai ngờ thẩm diệu không những không thua, còn khiến lư gia lúng túng. Lư phu nhân cười gượng gạo, thân vương phi, mời ngồi. Nhưng lại sắp xếp cho thẩm diệu một vị trí không nổi bật. Thẩm diệu không phản ứng, cô đến đây không phải để tranh cãi, mà để thể hiện thái độ và nhân cơ hội nhìn rõ một số chuyện. Bát giác lặng lẽ nói vào tai thẩm diệu, phu nhân mặt tròn kia là viên phu nhân, phu nhân của su mật sứ, cùng lư gia giao hảo. Phu nhân thấp là sáu phu nhân, phu nhân của hộ bộ thượng thư, cùng diệp gia thông gia, quan hệ với lư gia cũng tốt. Bên trái mặc áo vàng là thường phu nhân, phu nhân của tả thừa tướng, con trai bà ấy là quý thiếu gia. Quý vũ thư mẹ ruột, thẩm diệu nhìn quý phu nhân bà ấy rất đoan trang khác hẳn quý vũ thư thẩm diệu nghĩ các phu nhân này đều không giàu có bảo sao lư gia tại lũng nghiệp có thế lực lớn tĩnh phi không để hiển đức hoàng hậu vào mắt hóa ra dựa lưng đại thủ nếu vĩnh lạc đế và tạ cảnh hành muốn triệt để chèn ép lư gia không phải dễ dàng lợi ích của lư gia liên quan nhiều quan viên nếu lư gia sụp đổ nhiều thế gia liên quan cũng gặp rắc rối vì tồn vong họ sẽ không để lư gia rơi đài đang nghĩ bên cạnh thẩm diệu xuất hiện một người ngồi xuống bát giác lập tức đứng thẳng không tiếp tục giải thích thẩm diệu quay đầu thấy lư tứ tiểu thư kiêu ngạo ngồi bên cạnh lư uyển nhi nói duệ thân vương phi có thể hỏi ngài một câu thẩm diệu mời nói ngài và duệ thân vương quen nhau bao lâu lư uyển nhi hỏi Thẩm diệu cười thầm, hiểu Lưu Uyển Nhi vì sao mà đến. Tạ cảnh hành thời niên thiếu ở Minh Tề, ngoài Vĩnh Lạc Đế và tạ cảnh hành, không ai biết. Người đại lương nghĩ tạ cảnh hành nhiều năm theo sư phụ chu du các nước, hành tung bí ẩn. Nên thẩm diệu và tạ cảnh hành quen nhau từ khi cô trở về định kinh, gặp nhau tại triều Cống Yến, chưa đầy một năm. Chưa đầy một năm. Nghe vậy, Lưu Uyển Nhi cười, có phần đắc ý, phần khinh bỉ, chưa đầy một năm duệ thân vương phi còn rất nhiều điều chưa biết về duệ thân vương thẩm diệu cười tứ tiểu thư dường như hiểu điện hạ rất rõ người đừng để ý lưu uyển nhi nói ta biết thẩm gia ở minh tề nhưng lưu gia tại lũng nghiệp không kém cạnh duệ thân vương rất tốt ở đại lương hầu như tiểu thư nào cũng muốn gả vào duệ vương phủ nhưng gia thế bình thường không xứng với hắn lưu uyển nhi nhìn thẩm diệu Duệ Vương Phi, Duệ Thân Vương rất có dã tâm. Từ khi trở lại lũng nghiệp, hắn đã bắt đầu lập công, người như vậy không câu nệ tình cảm. Người giúp được hắn gì? Hiện tại đậm tình, nhưng khi ngươi vô dụng, hắn sẽ bỏ ngươi như giày rách. Thẩm Diệu kinh ngạc, tưởng Lưu Uyển Nhi là tiểu thư kiêu căng, nhưng nghe những lời này, nhận ra cô ta rất hiểu thế cuộc và lợi ích. Vậy nên, Thẩm Diệu hỏi, hoàng đế muốn ta làm bình thê của duệ thân vương, nhưng thân vương không có hai vương phi. Vì vậy, ngươi làm thiếp, ta làm thê. 199. Bí mật. Vì lẽ đó, ngươi làm thiếp, ta làm thê. Thẩm diệu kinh ngạc nhìn Lưu Uyển Nhi, giọng điệu ban ơn của cô ta khiến người nghe khó lòng đoán được ý định thật sự. Vừa nghe những lời của Lưu Uyển Nhi, thẩm diệu cảm thấy người nhà Lưu Gia này đúng là không đơn giản nhưng với câu nói trước mắt thẩm diệu khó hiểu không biết lư uyển nhi thật lòng hay chỉ giả ngốc lư cô nương nếu có lòng nên trực tiếp nói rõ với điện hạ nói với ta những điều này chẳng có tác dụng gì thẩm diệu khẽ mỉm cười ta biết chứ lư uyển nhi khinh bỉ liếc thẩm diệu ta chỉ muốn ngươi tự biết mình chủ động nói với thân vương điện hạ rằng mình làm thiếp thẩm diệu hầu như bật cười cô hơi nhếch môi điều đó thì không thể Ngươi nói gì Lưu uyển nhi trợn mắt không ngờ thẩm diệu lại từ chối giọng nói của họ lớn khiến các phu nhân xung quanh nhìn sang thẩm diệu không che giấu cười nói tự nguyện làm thiếp ta sẽ không làm phu quân ta cũng sẽ không nạp cơ thiếp lúc duệ thân vương đến cầu hôn đã nói rõ rằng thân vương phủ sẽ không có thêm nữ nhân khác nếu không như vậy ta cũng không xa xôi đến lũng nghiệp các phu nhân xung quanh nghe đều ngạc nhiên. Tình đời vốn không công bằng, nam tử có nhiều thê thiếp, gia đình bình thường còn không chịu nổi huống chi là gia đình quyền quý. Duệ thân vương tuấn tú phong lưu, quyền cao chức trọng, sao có thể chỉ có một nữ nhân? Thẩm diệu quả thật quá không biết trời cao đất rộng. Lưu Uyển Nhi tức giận mặt tái xanh, gằn từng chữ, duệ thân vương phi, đây chính là ghen tị, nữ tử ghen tị, đức hạnh có thiếu sót. Thẩm Diệu cười, có lẽ đúng, ta luôn muốn dễ ghen một chút. Nếu không có điều kiện này, ta có lẽ cũng không động lòng. Lưu Uyển Nhi giận đến không nói nên lời. Thẩm Diệu thái độ như vậy, ngược lại như kẻ gây chuyện, khiến người ta không thể ra tay. Các phu nhân cũng kinh ngạc, Thẩm Diệu mới đến lũng nghiệp, không những không chịu nhún nhường, ngược lại kiêu ngạo lớn lối, thậm chí không ngại đắc tội lưu gia. Họ không hiểu cô lấy đâu ra gan lớn như vậy thực sự là ngu ngốc sao? Thẩm Diệu không hề sợ hãi. Dù Vĩnh Lạc Đế không hài lòng, muốn tạ cảnh hành lại cưới người khác, cũng sẽ không chỉ định Lưu Uyển Nhi. Lưu Uyển Nhi dù nói cô ta sẽ giúp tạ cảnh hành thăng tiến, nhưng tạ cảnh hành không dựa vào nữ nhân để leo lên. Vĩnh Lạc Đế cũng không dám dễ dàng để tạ cảnh hành và Lưu Gia thông ra. Việc tĩnh phi có thể là bất đắc dĩ, nhưng nếu Lưu Uyển Nhi vào duệ thân vương phủ, toàn bộ hoàng thất đại lương sẽ cùng lưu Gia quan hệ. Ngoại thích chuyên quyền không phải chuyện tốt. Phó tu Nghi có thể dựa vào thẩm diệu để gắn kết thẩm gia vì thẩm gia trung hậu, nhưng lưu gia đã có dã tâm. Về tình về lý, Lưu Uyển Nhi không phải là lựa chọn của Vĩnh Lạc Đế. Thẩm diệu từ chối Lưu Uyển Nhi thẳng thừng như vậy, chắc chắn Vĩnh Lạc Đế sẽ vừa lòng. Lưu Phu Nhân và Lưu Uyển Nhi đều cứng đờ, đối diện truyền đến tiếng cười khẽ, thân vương phi quả thật có tính tình trung hậu, duệ thân vương trẻ tuổi nhưng trọng tình trọng nghĩa, đúng là nam tử hiếm thấy. Thẩm Diệu nhìn người nói chuyện, là một phu nhân thon gầy ngồi cạnh mẹ của quý vũ thư. Phu nhân này mặc áo màu trà thêu, mặt hơi sạm, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt nghiên cứu khiến người ta không thoải mái, rõ ràng là người khôn khéo và nghiêm túc. Bát giác rót trà cho thẩm diệu, lặng lẽ nói, đây là diệp phu nhân của thừa tướng phủ. Chỉ một câu nói, thẩm diệu liền rõ ràng. Văn diệp ra, võ lư ra. Nghĩ đến diệp phu nhân này là người trong truyền thuyết của hai đại thế gia lũng nghiệp, khác hẳn với Lưu phu nhân, diệp phu nhân này có vẻ khó đối phó hơn. Diệp phu nhân nhìn thẩm diệu, cười nói, duệ thân vương hai vợ chồng cảm tình rất tốt, mấy ngày nữa hoàng gia săn bắn, thân vương phi cũng sẽ tham gia chứ thẩm diệu cười nói, còn phải cùng điện hạ thương lượng một chút. Lúc này, cô không thể tùy tiện trả lời. Thái hạ yến này khắp phòng đều có ý đồ, không thể xem thường. Vương Phi mới đến, còn chưa biết hoàng thành săn bắn, có nhiều điều thú vị, Vương Phi cũng có thể tham gia trò vui. Diệp Phu Nhân tiếp tục nói. Lư Phu Nhân và Lư Uyển Nhi im lặng, họ hôm nay bị thẩm diệu làm khó chịu, Diệp Phu Nhân nói chuyện cũng không phải giúp đỡ họ thẩm diệu nhìn diệp phu nhân càng cảm thấy bị ép trả lời về việc săn bắn quý phu nhân ngồi bên cạnh cười nói chư vị cũng không nên buộc duệ vương phi nàng còn trẻ như diệp phu nhân nói mới đến chắc còn thẹn thùng sân săn bắn đều là người quen phải để nàng suy nghĩ một chút tuy nhiên quý phu nhân đã chủ động giải vây cho thẩm diệu thẩm diệu ngạc nhiên nhìn sang quý phu nhân chỉ gật đầu cười phu quân của quý phu nhân là đương triều tả tướng quan chức cao nên các phu nhân khác không ai phản bác lời của bà diệp phu nhân nghe vậy không thể tỏ ra quá hùng hổ chỉ nghiên cứu nhìn thẩm diệu khiến thẩm diệu hơi nhíu mày buổi thái hạ yến cứ thế không mặn không nhạt trôi qua lưu uyển nhi dường như bị thẩm diệu chọc tức nên xoay người rời đi lưu phu nhân đối đãi thẩm diệu cũng không mặn không nhạt đã cố ý lạnh nhạt cô sang một bên Thẩm Diệu thời trẻ ở Minh Tề đã từng trải qua nhiều lạnh nhạt, nên không để bụng, vừa uống trà vừa nghe bát giác trong bóng tối giải thích quan hệ giữa các phu nhân, âm thầm ghi nhớ. Sự lạnh nhạt này không ảnh hưởng đến cô, ngược lại giúp cô nhớ kỹ những mối quan hệ này. Khi rời đi, không ai tiễn cô. Đang định lên xe ngựa, Thẩm Diệu bị gọi lại. Quay đầu nhìn, đó là Quý phu nhân. Mẹ của Quý Vũ thư có nét đoan trang, ôn hòa dáng dấp giống Quý Vũ thư. Bà cười nói, Vũ Nhi từng nói với ta, khi ở Minh Tề Định Kinh được Vương phi chăm sóc. Hôm nay ta thay Vũ Nhi cảm ơn. Thẩm Diệu thẹn thùng, không dám nhận. Thật ra, cô đã lợi dụng Quý Vũ thư và hiệu cầm đồ phong tiên không ít. Quý phu nhân thấy xung quanh vắng lặng, thì thầm, "Vương phi hôm nay cũng thấy, Lư phu nhân nhà tứ tiểu thư một lòng muốn gả vào dựệ Vương phủ." nhưng vương phi không cần để tâm nếu có thể tứ tiểu thư đã thành duệ vương phi từ lâu chỉ là miệng lưỡi hiện công phu diệp phu nhân nói về hoàng gia săn bắn vương phi nên bàn bạc với thân vương trong đó có nhiều điều phức tạp đừng để bị mưu hại thấy các phu nhân từ lư gia đã lục tục ra về quý phu nhân nói ta cũng không tiện nói thêm vương phi nếu có thời gian có thể đến quý phủ ngồi chơi lũng nghiệp còn lạ lẫm với ngươi ta có thể chỉ dẫn thêm. Sau đó bà từ biệt và rời đi. Trên đường về, thẩm diệu suy nghĩ về chuyện hôm nay. Lời của Lưu Uyển Nhi cô không để trong lòng, nhưng Diệp Phu Nhân lại khiến cô rất chú ý. Thẩm Diệu hỏi bát giác, hôm nay tại Yến Thượng, hình như không thấy nữ nhi của Diệp Phu Nhân. Diệp ra có mấy vị tiểu thư? Sao không ai đến? Bát giác sững sờ, rồi lắc đầu, Diệp ra không có tiểu thư sao lại không có tiểu thư? Thẩm diệu cau mày. Đây là sự thật ai ở lũng nghiệp cũng biết. Bát giác nói, Diệp thừa tướng và Diệp phu nhân là phu thê từ thuở thiếu niên, mới thành thân có một con gái nhưng chết yểu. Diệp phu nhân yêu tư, tình cảm với Diệp thừa tướng phai nhạt. Diệp thừa tướng sau đó nạp thiếp, có một con trai, chính là Diệp thiếu gia hiện giờ. Thẩm diệu cau mày, thừa tướng phủ không có con nối dõi nào khác sao? Bát Giác lắc đầu, sau khi có Diệp thiếu gia, Diệp thừa tướng bị ám sát, tổn thương con cháu nên không thể có dòng dõi. Thẩm Diệu Ngạc Nhiên, gia đình quyền thế như Diệp gia sao chỉ có một con trai? Cô hỏi, Diệp gia chẳng phải chỉ có một thứ tư? Không phải vậy, tiểu thiếp sinh Diệp thiếu gia thì suy yếu đi. Có người nói Diệp gia bóp chết tiểu thiếp. Diệp thiếu gia nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Diệp phu nhân, chiếm thân phận đích tử. Nhưng, bát giác dừng lại, dù chiếm thân phận đích tử, Diệp thiếu gia không được Diệp phu nhân coi trọng. Tại sao? Thẩm diệu kỳ quái. Dù không phải con ruột, nhưng trong tình huống Diệp gia không có dòng dõi, Diệp phu nhân nên đối xử tốt với đích tử. Diệp thiếu gia bẩm sinh có bệnh, đi lại khó khăn. Người như vậy không thể làm quan, nên có người nói Diệp ra đời này sẽ suy tàn. Bát giác giải thích. Thẩm Diệu hiểu ra, Diệp thiếu gia tật nguyền, nên Diệp phu nhân không coi trọng. Nghĩ đến đây, cô hiểu rõ. Văn Diệp gia, võ Lư gia, Lư gia có tĩnh phi trong cung, nhưng Diệp gia không có dã tâm, vì Diệp gia không có nữ nhi. Sợ rằng nếu gửi thân thích vào cung, sẽ khó kiểm soát. Thẩm Diệu đoán được ý định của Vĩnh Lạc Đế. Diệp gia không thể sánh với Lư gia về dòng dõi, nếu liên minh với Lư gia, dã tâm cũng chỉ là lợi cho lư gia. Người luôn có tật xấu, sao lại để gia tộc mình suy tàn trong khi người khác mạnh lên? Thà phản bội để có lợi. Vĩnh Lạc Đế muốn gây nội đấu giữa Lưu Gia và Diệp Gia, thu phục Diệp Gia để đối phó với Lưu Gia. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ những chuyện này, thẩm diệu trở lại duệ thân vương phủ mà không nhận ra. Mãi đến khi nghe tiếng gọi chủ tử của bát giác và cảm nhận có người gảy nhẹ trên gáy, cô mới hoàn hồn. Thấy tạ cảnh hành, hôm nay hắn về sớm, mặc quan phục màu đỏ sẫm, khí vũ hiên ngang. Thẩm diệu giật mình, kéo tay áo hắn và vội vã hướng thư phòng đi, vừa vặn, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tạ cảnh hành ngạc nhiên rồi bất đắc dĩ theo cô. Bát giác và cốc vũ ngỡ ngàng, bát giác cười nói, phu nhân thật là chủ động. Cốc vũ nói, vậy thì đúng rồi. Đường thúc từ phía sau bước ra, giọng nghiêm nghị, nhìn gì nữa, mau đi làm việc. Bát giác và cốc vũ le lưỡi, vội vã rời đi. Đường thúc nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, lắc đầu, thở dài, còn chưa có cờ đỏ bay phấp phới, gọi gì là chủ động. Trong phòng, thẩm diệu mới kể lại chuyện hôm nay cho tạ cảnh hành nghe. Tạ cảnh hành nói, hoàng gia săn bắn à. Thẩm diệu gật đầu, dường như có điều gì đó bất thường. Hàng năm, ngày mùng 2 tháng 6 hoàng gia đều tổ chức săn bắn, đây là quy định do tiên hoàng truyền lại. Tạ Cảnh Hành tiếp tục, nhưng ta và hoàng huynh chỉ tham gia ở bên ngoài, không đi sâu vào trong. Tại sao? Thẩm Diệu hỏi. Nguy hiểm, Tạ Cảnh Hành hạ thấp giọng. Thẩm Diệu ngẩn ra. Tạ Cảnh Hành nhìn dáng vẻ của nàng rồi cười, nhíu mày, sợ à? Ta có gì phải sợ? Thẩm Diệu nhìn hắn ý ngươi là có người muốn hại hoàng thượng và ngươi sao hoàng gia săn bắn bên trong đều là cấm vệ quân ai dám to gan như vậy ngươi đã thấy mặc vũ quân tạ cảnh hành chuyển đề tài đó là người của ta không liên quan đến quân đội đại lương hoàng huynh cũng biết ngươi có biết tại sao ta phải lén lút nuôi quân đội không bởi vì hoàng thất không thể tin tưởng quân đội thẩm diệu nhanh chóng hỏi trong lòng có chút không tin cảnh hành vỗ tay. Thầm diệu lặng người. Thế gian đồn rằng Vĩnh Lạc Đế là minh quân của Đại Lương, được con dân kính trọng. Nhưng dưới đáy của quan binh đại thần, sự trung thành lại không như trong truyền thuyết. Đại Lương Hoàng Thất không có đấu đá nội bộ, chủ yếu là ngoại xâm. Quân đội Hoàng Thất được truyền từ đời này sang đời khác, nghĩa là quân đội tiên hoàng truyền lại không phục tùng Vĩnh Lạc Đế hiện tại nghĩ đến giọng điệu lạnh lùng của tạ cảnh hành khi nói về tiên hoàng thẩm diệu sinh lòng tò mò nàng do dự một chút nhìn tạ cảnh hành hỏi nói đến tại sao ngươi lại lưu lạc đến minh tề định kinh có chuyện gì ẩn giấu nghe vậy ánh mắt tạ cảnh hành khẽ biến thẩm diệu ngồi cạnh hắn cảm nhận được tâm tình âm lãnh của hắn lúc này một lát sau tạ cảnh hành cười đưa tay xoa đầu thẩm diệu sao có nhiều câu hỏi thế muốn biết bí mật của ta. Muốn biết thì phải trao đổi. Hắn cười ám muội thân thể cũng được. Thẩm diệu lườm hắn một cái. Tạ cảnh hành lại nói, nhưng ngươi không tức giận với lời của Lưu Uyển Nhi à. Hắn hơi bất mãn, có người mơ ước phu quân của ngươi, ngươi không tức giận sao? Thẩm kiều kiều, ngươi thật không có lương tâm. Thẩm diệu nói, ngươi cũng không đáp ứng, phải không? Lư ra dã tâm bừng bừng, ngươi cũng không muốn nuôi một con rắn độc bên mình. Tạ cảnh hành cười lớn, nhìn nàng, ta hiện tại không phải đã nuôi một mỹ nhân rắn bên mình rồi sao? Thẩm diệu chẳng muốn nói với hắn, chuyển đề tài, diệp ra. Ngươi nghĩ gì về diệp ra? Tạ cảnh hành suy nghĩ, người diệp ra so với lư gia thông minh, hiểu được ẩn nhẫn. Có thể do dòng dõi mà không hung hăng như Lưu gia Hoàng huynh và ta định lợi dụng Diệp gia để khiêu khích hai nhà Diệp Lư. Thẩm Diệu co rút ngón tay, chẳng biết vì sao, hôm nay đối mặt Diệp phu nhân, nàng luôn có cảm giác khó tả, như thể Diệp gia không dễ đối phó. Nhưng ý niệm này không rõ ràng, nàng không hiểu chuyện gì. Tạ Cảnh Hành nhìn ra biểu hiện lạ của nàng, hỏi: "Ngươi có điều gì muốn nói?" Thẩm Diệu lắc đầu, nghĩ là bản thân đa nghi, liền hỏi: Hoàng Thành săn bắn, lần này ngươi sẽ tham gia sao? Quý phu nhân nói với ta đừng để bị mưu hại, ta thấy rất kỳ quái. Tạ Cảnh hành vẻ mặt chuyển lạnh, lần này, dù không muốn đi, ngươi cũng phải đi theo. Tại sao? Năm nay là tế điển 60 năm do tiên hoàng quy định. Hoàng Thành săn bắn, hoàng huynh phải săn được công sư để biểu thị mưa thuận gió hòa, vì đại lương minh quân. Công sư? Thẩm Diệu nói đó là mãnh thú. Sân săn bắn thường coi trọng tính an toàn. Nếu có tai nạn, sẽ rất nghiêm trọng. Sư tử không giống thỏ hay cáo, dễ gây thương tích. Giã thú không đáng sợ. Tạ cảnh hành cười lạnh, giã thú không bắn cung từ trong bóng tối, an toàn hơn người nhiều. Chỉ có thể mang hoàng thành cấm vệ quân vào, quy định do tiên hoàng lập ra. Hoàng thành cấm vệ quân có trung thành hay không, khó nói tạ cảnh hành nhíu mày đây là bẫy tiên hoàng để lại cho huynh đệ ta mọi người biết rõ nhưng không có lựa chọn hắn nhìn thẩm diệu bóp nhẹ má nàng yên tâm ngươi sẽ không sao dù đi theo danh nghĩa hoàng gia tông phụ nhưng không cần vào trong thẩm diệu hỏi ngươi chắc chắn không trong lòng nàng có linh cảm không lành nhìn biểu hiện đùa cợt của tạ cảnh hành cô không yên lòng tạ cảnh hành nhìn nàng chậm rãi lắc đầu không chắc thẩm diệu cảm thấy lo lắng tạ cảnh hành cười lừa ngươi đấy thẩm diệu căm tức nhìn hắn tạ cảnh hành chậm rãi xoay người nói chờ sau khi săn bắn kết thúc ta sẽ kể cho ngươi nghe những chuyện trong cung để ngươi đỡ phải suy nghĩ vớ vẩn cả ngày hắn nửa đùa nửa thật nói ngươi hiện tại cũng là người của tạ gia trung quy phải gánh vác một phần trách nhiệm thẩm diệu giật mình Tạ Cảnh Hành đây là muốn nói rõ bí mật của hắn sao? Thân thế của Tạ Cảnh Hành và việc tại sao hắn lưu lạc đến Minh Tề Định Kinh, cùng với thái độ của Vĩnh Lạc Đế đối với Tiên Hoàng, đều có vẻ như ẩn chứa nhiều điều. Ngờ ngỡ cảm thấy chuyện này rất phức tạp, Tạ Cảnh Hành có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không dễ dàng có được tính cách này. Dù việc biết những bí mật này làm nàng rất vui mừng, nhưng tại sao lần này Hoàng Thành săn bắn lại khiến nàng có cảm giác bất an? dường như có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra. Trái tim thẩm diệu đập nhanh, dù cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn không yên. Nàng trầm mặc, âm thầm nắm chặt tay. Trong Hoàng cung Đại Lương, Hiển Đức Hoàng hậu nghe cung nữ báo cáo về buổi Thái Hạ Yến hôm nay, đặc biệt là khi nghe thẩm diệu nói, tự cam làm thiếp việc này, ta sẽ không làm. Vì phu quân quảng nạp cơ thiếp, khai chi tán diệp việc ta cũng sẽ không làm lúc trước duệ thân vương đến ta thẩm phủ cầu hôn thời gian liền cũng đã nói thân vương phủ hậu viện sẽ không lại nạp cái khác nữ nhân nếu không có như vậy ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi gả tới lũng nghiệp đến hiền đức hoàng hậu không nhịn được mà cười nàng vốn ôn hòa đoan trang thường ngày bình tĩnh nụ cười này lại có phần thiếu nữ khi vui vẻ hoàng hậu có chuyện gì vui vậy vĩnh lạc đế bước vào vị ương cung biểu hiện lạnh lùng nhìn Hiền đức hoàng hậu với ánh mắt khác lạ. Hiền đức hoàng hậu cười thoải mái, nói: "Thái Liên, ngươi kể lại lời của Thân vương phi cho bệ hạ nghe." Thái Liên cung nữ vội cúi đầu, mô phỏng lại lời của Thẩm Diệu một lần nữa. Nghe xong, Vĩnh Lạc đế vẩy tay áo, cả giận nói: "Ăn nói linh tinh, không hề quy củ, làm càn đến cực điểm." Thái Liên sợ hãi, thân thể run rẩy, đế vương tức giận không phải nàng có thể gánh vác hiền đức hoàng hậu trách móc liếc vĩnh lạc đế nói với thái liên ngươi lui xuống trước đi thái liên thở phào nhẹ nhõm vội lui ra hiền đức hoàng hậu cười nói cảnh hành này tính tình quả thực cùng nàng thiên tạo điện tạo đồng dạng thoải mái thực sự là tính tình trung thực tạ uyên hồ đồ thì thôi ngươi cũng hồ đồ theo hắn vĩnh lạc đế bất mãn nhìn hiền đức hoàng hậu hoàng hậu tựa hồ rất thích thẩm diều lũng nghiệp đã lâu không thấy người thú vị như vậy hiền đức hoàng hậu cười nhìn vĩnh lạc đế ngồi xuống bên cạnh giọng nói nhu hòa nhưng mang chút than thở nàng thông minh lại hiếm thấy duy trì một tấm lòng chân thành không nhìn ra thông minh cũng không thấy chân thành vĩnh lạc đế lạnh nhạt nói chỉ là một nữ nhân giỏi tính toán nếu thật sự như vậy với tính cách khôn khéo của cảnh hành làm sao không thấy được làm sao còn có thể yêu thích? Vĩnh Lạc Đế không phản đối, Tạ Uyên bây giờ còn trẻ, nhận thức không rõ thị phi, mới bị nữ nhân mê hoặc. Hiền Đức Hoàng hậu thở dài, biết Vĩnh Lạc Đế cố chấp, không muốn tranh chấp, nói, nói chung, ta thấy cảnh hành tức phụ là một người rất tốt. Nếu thật sự tốt, cũng sẽ không nói khoác trước mặt nhiều người như vậy, nói gì mà ghen tị. Vĩnh Lạc Đế rất bất mãn, Hoàng hậu cũng cho rằng không nạp thiếp khai chi tán diệp là đúng sao hiền đức hoàng hậu cười nhạt đó dĩ nhiên là rất tốt chỉ là ít nữ nhân làm được duệ thân vương phi có thể làm được là phúc phận của nàng hoàng hậu vĩnh lạc đế nhớ mày nhìn hiền đức hoàng hậu với ánh mắt nghiêm khắc thần thiếp nói lỡ hiền đức hoàng hậu tuy nói vậy nhưng biểu hiện không hoảng sợ chỉ nói khuyên giải không khuyên phân bệ hạ vẫn nên ít bận tâm chuyện duệ thân vương phủ cảnh hành có chủ ý nhiều hơn nhúng tay lại đưa tới ác cảm của hắn trẫm tự có chủ trương vĩnh lạc đế trầm giọng nói sau một lúc im lặng hiền đức hoàng hậu hỏi tháng sau hoàng thành săn bắn bệ hạ đã chuẩn bị xong chưa chỉ là chuẩn bị một cái mạng thôi vĩnh lạc đế biểu hiện không rõ hỉ nộ trẫm đã an bài tất cả Thần thiếp có thể theo ngài không?" Hiền đức hoàng hậu hỏi, "Thần thiếp muốn cùng ở bên cạnh bệ hạ." "Trẫm sẽ mang Tĩnh Phi theo." Vĩnh Lạc đế nói, "Nếu chậm gặp vấn đề, hậu cung còn cần ngươi điều phối." Hiền đức hoàng hậu cúi đầu không nói, một lát sau ngẩng đầu lên, cười ôn hòa, "Thần thiếp hiểu rồi." Chậm lo lắng nhất là Tạ Uyên. Khi hắn còn nhỏ ẩn náu ở Minh Tề, chậm hổ thẹn với hắn nhưng hiện tại thiên hạ ổn định trẫm vẫn không thể thực hiện lời hứa trước kia ngày sau hàn oán trẫm cũng được hiểu trẫm khổ tâm cũng được trẫm chỉ có thể làm đến thế vĩnh lạc đế nhìn ra ngoài buồn bã nói đáng tiếc mẫu hậu trước khi lâm chung không thể gặp hắn một lần mẫu hậu dưới suối vàng biết thấy cảnh hành xuất sắc như vậy cũng sẽ vui mừng hiền đức hoàng hậu khuyên nhủ hoàng hậu vĩnh lạc đế đột nhiên nói hiền đức hoàng hậu nhìn hắn nghe vĩnh lạc đế nói nhiều năm như vậy ngươi vất vả rồi vì bệ hạ phân yêu là phúc phận của thần thiếp hiền đức hoàng hậu cười vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ không gì có thể lay chuyển sự tao nhã của nàng nàng nói thần thiếp làm bạn bệ hạ mấy chục năm bệ hạ đối với thần thiếp rất tốt thần thiếp đã thấy đủ vĩnh lạc đế nhìn hiền đức hoàng hậu muốn nói điều gì giật giật môi nhưng không nói ra, chỉ phức tạp nhìn nàng một lúc, rồi rời ánh mắt, nhìn về phía bên trong cung điện nơi khói xanh từ lư hương lượn lờ bốc lên. Hiển Đức Hoàng hậu cũng lặng lẽ nhìn tay áo của mình, như thể những lời vừa nói chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng ánh mắt của nàng dường như có chút ẩm ướt. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn